Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện trọng đại của đất nước chuẩn bị diễn ra, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với nhân dân trong cả nước, người dân tỉnh Kon Tum rất mong chờ đại hội sẽ là tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn và tin tưởng đại hội thành công tốt đẹp. Không khí hướng về Đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng không chỉ rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê của tỉnh Kon Tum mà còn diễn ra sôi nổi, khí thế tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Trong đó có cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 12, trung đoàn pháo binh 4, sư đoàn 10. Chúng tôi đã quán triệt, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc ý nghĩa tầm quan trọng và thời gian đại hội, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội, đồng thời thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và mừng xuân Tân Sửu 2021. Là một đảng viên, tôi luôn theo dõi, kỳ vọng và tin tưởng đại hội lần này sẽ bầu ra những cán bộ có đức, có tài để lãnh đạo đất nước ngày càng giàu mạnh, có tầm ảnh hưởng và vị thế cao trên trường quốc tế. Là một chiến sĩ, tôi phải nắm chắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng và phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cũng mong đại hội sắp tới sẽ chú tâm tới về phát triển thêm cho các tỉnh Tây Nguyên để có thể hội nhập cùng với cả nước để phát triển, làm đất nước phát triển giàu mạnh hơn. Với lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum cùng với tích cực tham gia đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng và mừng sinh nhật đoàn, nhiều đoàn viên dành thời gian và tâm huyết để tìm hiểu, theo dõi và kỳ vọng đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tôi tin rằng đại hội lần này chắc chắn sẽ thành công. Đầu tiên đó là về cái văn, bởi vì nó có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về văn kiện. Văn kiện thì cũng đã được lấy ý kiến toàn dân. Cái thứ hai đó là về nhân sự. Nhân sự thì cũng đã được chọn lựa rất là kỹ càng, cho nên là đại hội lần này chắc chắn sẽ thành công. Và cái thứ hai về mong muốn của tôi đó là về các cái chỉ tiêu ở trong nghị quyết thì có thể là được áp dụng vào thực tiễn, đặc biệt là cái vấn đề việc làm đối với đoàn viên thanh niên nói chung và việc làm đối với đoàn viên thanh niên tại tỉnh Kon Tum nói riêng, thì mong rằng sẽ tạo được nhiều việc làm hơn nữa, giải quyết nhiều vấn đề việc làm, nhu cầu việc làm hơn cho các bạn đoàn viên thanh niên, để các bạn không có đi làm ăn xa mà trực tiếp phát triển kinh tế xã hội ngay tại quê hương của mình. Vinh dự được 6 lần tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bà Yven, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đối với việc bảo vệ và phát triển đất nước. Bà tin tưởng đại hội lần này sẽ tiếp tục tạo đà cho đất nước phát triển. Đại hội lần thứ 13 sắp diễn ra thì tôi rất hy vọng là đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ thay mặt cho đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ đóng góp tích cực vào văn kiện cũng như là bầu cử các đồng chí trong ban chấp hành là những người có đức và có tài, có tâm huyết với đất nước này, với đảng này, với nhân dân này. Tôi rất là kỳ vọng như thế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Niềm tin, kỳ vọng vào đại hội của cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum cũng như người dân trong cả nước là động lực, là sức mạnh để góp phần làm nên thành công của đại hội.